Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với Wisdom Gamer. Hôm nay tôi sẽ review tái Light, tái Pikachu dạng thức tỉnh nha. Như các bạn thừa biết, mà chắc ai cũng thừa biết rồi, nó ra đâu rồi. Nhưng mà tôi sẽ review và tôi sẽ kể cái lịch sử của từng skill nha. Thấy hôm nay tôi có khác gì không anh em? Thấy chưa, ngầu chưa? Tôi đã thức tỉnh được tái Torinomi rồi. Thức tỉnh rồi, bây giờ này nó bám theo người luôn, nó ám theo mình suốt vậy nè, nó đã chưa. Và nó có tác dụng đặc biệt nữa, Torii này là khi bị đối phương đánh á, thì nó sẽ mất máu. Cái còn này đánh không được. Thì bây giờ vô chủ đề chính là tái Lai No Mi. Nó này bị đánh nó mất máu thấy không. Thì chiêu đầu tiên là Divine Arrow, tức là cung thiên đường. Divine, à theo Google dịch thì Divine có nghĩa là thần thánh nha. Vậy cái này có thể gục dịch theo cái phim mà cuộc phiêu lưu của các con thú á, là cung tên thần thánh. Bắt Haki đi ha, nhìn cho nó có màu đẹp. Chiêu đầu tiên là cung tên thần thánh. Thấy chưa, cung này là dựa theo mô phỏng của nữ thần chiến tranh Athena nha anh em. Nhưng mà cái thế người ta không có cầm cung như thế này. Cầm cung như thế này là thuộc dạng cầm nỏ rồi. Cái này là cái gì, là nỏ của An Dương Vương á, nỏ thần của An Dương Vương rồi, chứ không phải là cung của thần chiến tranh nha. Cung của nữ thần chiến tranh người ta cầm ngang, không ai cầm dọc như thế này. Đó, bắn 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 bắn, người ta bắn nó nữa nè. Thì chiêu tiếp theo là Sword Zut gì đó. Rồi kệ đấy đi, rồi khỏi dịch tiếng Việt đi. Bây giờ là tới Sword nha, tức là nó đây. Sao đánh con quái này nó không có xi nhê, quái này nó bị miễn dịch với tái lai hay sao ấy. Tức là nó kiểu như trong cái kiếm trong người nó vậy anh em, trong người nó có những cây kiếm vậy đó, nó phóng ra giống như con diếm nó phóng gai vậy đó. Đó, người mình phóng kiếm, những cây kiếm nhỏ. Tức là Kizaru đã thành con diếm rồi đó, khi thức tỉnh thì thành con diếm có thể phóng những cái gai độc ra ngoài. Phóng gai nè. Đó, chúng ta giữ nha. Chúng ta giữ lại thì nó sẽ nhiều hơn. À, hiện tại tôi không có nâng điểm tác quỷ cho nên là nó không có đam. Hèn chi nãy giờ thấy đánh hoài con quái nó không sao nha anh em. Rồi, chiêu tiếp theo là chiêu C. Đây là Light Spell Destroyer. À, kẻ phá quỷ ánh sáng. Cái kia là kích Numi, bây giờ là kẻ phá quỷ ánh sáng. Ồ, ghê chưa anh em. Đánh cũng đẹp đấy. Mà cái này là không biết nó chữa theo cái hiệu ứng gì nữa. Wow, cái mũi tên bay xa chứ anh em. Vừa xa vừa đẹp đó. Đây, giữ lại, nhắm nghe nó rồi bắn, mẻ ra. Như này Amin cũng show skill cho coi rồi. Tôi không nâng điểm tới ác quỷ luôn anh em, mà đánh quái nó vẫn mất máu nè. Tôi nâng điểm thì con quái này nó chết từ nãy giờ rồi. Hiện tại thì không có nâng điểm nhưng mà tái Sata nó mắc. Nó chưa mắc, nó được 177, tức là coi như là đang được 177 điểm. Đánh con quái này vẫn thấm nè. Chiêu này nhìn nó hơi chóng mặt xíu. Nó giống như là khi anh em bay trong cái góc á, anh em dội lại nhiều lần vậy đó. Nó bay tới bay lui, bay tới bay lui vậy đó. Chiêu tiếp theo mới là ghê nè. Rap of Gon. Nghe Gon Gon là God God là biết thần thánh rồi đó. Giống mưa không, để tôi dịch lần nữa nghe cái chiêu này là cái gì. Cơn thịnh nộ. Đó là cơn thịnh nộ anh em, tức là cơn thịnh nộ của thần linh. Ghê chưa, cơn thịnh nộ của thần linh. Sao người không có xì nhê với ta vậy, ta thịnh nộ dữ lắm rồi mà. Không đăng điểm Sata luôn mà đập con này nó ngủm ngẫm luôn nè. Nè, chém nó mất được 100 mấy chục máu. Thì cơ bản là tôi đã xong rồi, và còn cái chiêu cuối cùng thôi là chiêu ép. Chiêu ép thì là chiêu bay, anh em chắc cũng biết hết rồi. Bay dịch chuyển hướng được đó, ánh sáng này nó dịch chuyển hướng được nhưng mà nó vẫn không bay tự do như những cái tái khác nha các bạn. Tức là mình dịch chuyển một lần thì nó đi một hướng, nó vẫn cứng vậy đó, chứ không phải muốn đi tới đâu là đi đâu đó. Nó dịch chuyển nha nhưng mà cứng kiểu như ánh sáng, mà không thể nào mà nó đi đường cong được. Ánh sáng nó đi đường thẳng, mình chỉ có thể là bẻ lái thôi đó.
Đây là dạng thức tỉnh ánh sáng, ánh sáng Torii Torii no Mi. Công nhận có cái hình Torii Torii này nhìn nó đẹp thiệt chứ, nhưng mà nó giống như cái hình bẩn bẩn dơ dơ vậy đó. Trước khi kết thúc video này thì tôi sẽ thực hiện thử thách là tôi sẽ đập cái thằng bác sĩ này nha anh em. Tôi sẽ hạ nóc ao nó bằng một trái ác quỷ Pika Pika thức tỉnh, không nâng điểm star. Thì còn thấm không? Chém giết cũng chết chứ gì. Vô 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 vô. Đánh tay đôi. Ai nói không nâng điểm là đánh không được đâu anh em. Máu vàng nè. Đánh hơi lâu thôi. Hốt nó, hốt nó. Cơn thịnh nộ của thần linh đây. Ta bây giờ có ánh sáng mà còn lại có Torii Torii nữa mà không lẽ sợ ngươi hay sao? Rồi, nó sắp ngưỡng rồi. Oh yeah. Chém 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 ta chém ta chém được, cũng được 100 mấy máu nè chứ. Đâu rồi? Chạy à. Tưởng nó hồi máu nữa, chắc video này nó dài tới mấy tiếng rồi. Rồi, oh yeah. Rồi, cảm ơn anh em, hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Bye bye nha. Yeah.